Đây là cái cây cà chua của mình nè, nó đã ra hoa và ra quả rồi đó các bạn. Quả nó dài dài dễ thương lắm. Còn đây cũng là hai cây cà chua nhỏ và cây cà tím thì có một bông rồi nè. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thu hoạch xà lách với mình nha. Xà lách bữa nay nó lên tốt lắm rồi các bạn. Nếu mà mình không có thu hoạch đó, thì nó già, ăn sẽ không có được ngon. Bây giờ thì mời các bạn cùng đi theo mình nha. Này các bạn, đây là cái đám xà lách nhà mình trồng nè. Các bạn nay thấy nó tươi tốt kìa không? Mưa mấy đám mà nó lên quá trời luôn. Bây giờ mình bắt đầu thu hoạch thôi. Mình không có ngắt 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 hết cái cây nha các bạn, mình chỉ ngắt lá thôi để cho nó còn ra thêm một đợt nữa để cho mình ăn. Quá trình luôn, lên tươi tốt, non non nữa là non luôn á. Này vô làm xà lách, thái dưa leo với cà chua bỏ vô chung á, chấm với nước mắm tỏi ớt rồi mình ăn với lại cá chiên hay là thịt kho các bạn. Ở đâu có một cái cây tía tô mà nó mọc ở trong này nữa. Này mình ngắt như thế này á là mình sẽ ăn được thêm một một hai đợt nữa các bạn. Non quá chừng luôn, mưa xuống là non. Lần trước á mình cũng hái được một đợt rồi, nhưng mà mình hái chậu bên này. Trồng á, nhà trồng chỉ hai chậu vậy thôi là ăn đủ rồi đó các bạn. Mình thích ăn cái cải xà lách này này hơn là cái mấy cái cải xà lách mà nó cái bắp nó bự mà nó cứng á các bạn. Ăn đó thì nó giòn nhưng mà mình không thích, mình thích ăn cái này hơn. Cái này á mà mình đổ bánh xèo á các bạn. Đổ bánh xèo cuốn ăn cũng ngon nữa. Nhà mình ai cũng thích ăn xà lách. Mấy ngày nay trời mưa tầm tã là mình sợ nó hư cây hết, nhưng mà nó đã không hư mà nó lại còn tươi tốt nữa, nó lên thấy mê luôn, non quá trời, hái tới đâu non tới đó. Mình hái vậy á chừng mà tuần sau là nó lại lên tốt rồi. Coi như là đầu mùa mình thu hoạch được cải bẹ xanh nè, với lại rau xà lách. Con nó non quá chừng luôn.
Bây giờ thì mình đã hái gần hết cái chậu thứ nhất rồi. Bây giờ sang chậu thứ hai nha các bạn. Cái chậu thứ hai này thì nó cũng mọc không thua gì là cái chậu thứ nhất. Lá cũng bự mà lên xanh non mơn mởn á. Mình thích nhất là được thu hoạch các bạn. Trồng cây mà thu hoạch là thích thích lắm. Xà lách đầu mùa ăn thì rất là ngon. Năm nào thì đầu đầu xuân á thì mình cũng gieo trồng xà lách với lại cải bẹ xanh. Tại vì cái cải bẹ xanh với xà lách đó các bạn, nó rất thích hợp cho cái mùa mà đầu mùa đó. Nó hơi trời tiết trời hơi lành lạnh mát mát trời ấy là xà lách với lại cải bẹ xanh lên rất là tốt. Hôm nay á, là mình hái á, là hai chậu này chắc cũng được một rổ đầy đây. Năm nay thì mình gieo bí bí mà bí bí mà mình mua ở chợ chứ không phải gieo các bạn. Mình mua hai ba cây ở chợ nhưng mà không phải là bí đao mà là đề mình xem cái tên đề là Swiss quark mà không biết là như thế nào tại năm đầu tiên mình mới trồng cái loại bí này. Tại mình thấy nó ngộ ngộ nên mua về trồng thử. Là năm nay là vườn nhà mình đó là có thêm một cái loại bí lạ, không phải bí đao. Rồi mình gieo mướp, đậu đậu cô ve và chưa leo các bạn. Mình cũng có gieo dưa gang mà bây giờ thì dưa leo với dưa gang á, thì nó cũng lên được khoảng hơn đó khoảng đất ngón tay rồi cho nên mình không biết là cái nào là dưa gang nữa, để lớn lớn chút nữa không biết là dưa gang năm nay á, mình gieo nó có đậu hay không nữa. Tại vì mình gieo á, thì nó chung với lại dưa leo nó thành ra giờ mình không biết cái nào. Để cái lá nó bự bự chút mà mình dò mình mới biết được. Cho nên năm nay á, mình không có trồng bầu. Năm nay không có gieo bầu. Năm ngoái á, gieo bầu hồ lô thì được mùa thu hoạch quá chừng luôn. Cho nên năm nay mình không có thu mình không có có bầu để thu hoạch nữa tại vì mình không có trồng đó các bạn. Năm nay không có trồng bầu. Với lại bí da xanh. Bí da xanh là bí bí rợ các bạn. Năm nay mình cũng không trồng. Năm ngoái thì mình có trồng mấy dây và năm nay thì cũng không trồng. Năm nay chủ yếu mình trồng mướp với lại dưa leo. Mình trồng thêm được mấy giống mới như là Swiss quark nè rồi Esland á, cái cây cà tím á các bạn. Rồi củ dền, năm nay mình cũng trồng thêm mấy loại mới là cái bí cái mấy cái bí đó với lại cà tím rồi củ dền. Đó ba loại này là năm nay mình mới trồng đầu tiên. Rồi su su. Mình trồng thử su su năm nay coi nó phát triển như thế nào. Bây giờ mình đã thu hoạch được một rổ rồi nè các bạn. Đó, hai chậu đó là mình hái được một rổ mà mình hái lá thôi, mình để ngọn lại ha các bạn ha. Để lại để cái đợt sau á, là mình sẽ thu hoạch thêm một lần nữa. Ở đây là cái cây cà chua của mình nè.
Nó đã ra hoa và ra quả rồi đó các bạn. Quả nó dài dài, dễ thương lắm. Còn đây cũng là hai cây cà chua nhỏ và cây cà tím. Cây cà tím thì có một bông rồi nè. Đó là năm đầu mình trồng cà tím á, không biết năm nay thu hoạch ra sao. Đó, sau khi mình thu hoạch rồi thì những cái cây xà lách nó như thế này, nó còn lại cái đọt đó các bạn, thì nó sẽ ra lá nữa. Nó cứ như vậy nó lớn mà nó ra lá nữa là mình sẽ thu hoạch thêm được một đợt nữa đó các bạn. Đây là cái chậu xà lách mà hôm rồi mình đã thu hoạch rồi đó. Đó, mình cũng để đọt lại, giờ bắt đầu lên tươi tốt rồi nè. Năm nay á, mình trồng xà lách cũng hơi nhiều, củ dền cũng nhiều. Dâu tây nhà mình nó đang ra hoa ra trái. Mấy cái cọng hành này nó đã lên tươi tốt rồi, mình thu hoạch luôn để nó ra cái đợt sau. Đợt này thu hoạch xong là mình sẽ rải đất thêm rồi bỏ phân thêm với các bạn, bón phân thêm cho nó để cái đợt sau nó lên tươi tốt, mình lại có rau với hành ăn ăn thêm nữa ha các bạn. Mình mới hái có một chút thôi mà nó đầy rổ rồi nè các bạn. Hôm nay đó là được một bữa ăn với lại xà lách. Có một dĩa xà lách rất là ngon. Thôi tới đây thì video mình tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Chúc các bạn có những ngày thật là vui vẻ. Các bạn thương mến mình, cho mình một like, một share và subscribe cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.